đây là 5.000 một cái nha. Thử thách cầm 200.000 ăn được gì ở chợ Đầm Quy Nhơn? Này ốc gì cô? Ốc gạo á. 40.000. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn nha. Cái bên là mình thấy có bán rất là nhiều đồ chay luôn nè mọi người. Đã thịt heo quay với bánh hỏi nữa nè. Cái hôm qua em mới ăn rồi. Mình mới bước vô chợ là mình đã mua cái này là 40.000 nha, mình còn có 160 thôi. Khi nãy mình hỏi chị kia thì chị kia nói là bán ăn uống là mình ở ngoài chứ không có trong chợ này nhiều. Để mình đi ra ngoài nha. Mình thấy khu ăn uống nè các bạn. Đây thì mình thấy bán phở, nem với thịt nướng. Nem cuốn có giá là 13.000 nha. Người ta sẽ cuốn sẵn cho mình luôn. Mình sẽ ăn thử nem cuốn. Một cuốn như vậy là có giá là 13.000. Ăn chung với nước đậu với ớt ghim. Ăn giống như gỏi cuốn mình dưới đó. Nhưng đặc biệt là có cái gam giòn. Ăn nó giòn giòn ở miệng. Ăn khẩu vị miền Tây nha. Đó là đã hết 39.000 nữa nha. Bên đây thì mình thấy có bánh xèo miền Trung nè. Giá đây một cái là bao nhiêu chị? 5.000. 5.000 cho một cái. Mình còn 121.000 nha. Mình sẽ ăn thử bánh xèo. Hai cái đưa cho bố vậy. Dạ. Ăn không nổi. Dạ rồi em cảm ơn nha. Ok. Nước mắm chua chua ngọt ngọt ăn với bánh xèo giòn giòn đã lắm mọi người. Nếu mà một cuốn bự như vậy sẽ có giá là 17.000 nha. Bao gồm mấy cái chị? Ba cái. Dạ. Bánh bèo, bánh căn. Dạ. Một dĩa là bao nhiêu ngàn chị? 15.000. Tiếp theo mình sẽ ăn bánh căn trứng nha mọi người. Cái này là có giá là 15.000. Còn bánh bèo là sẽ có giá là 10.000. Về đồ ăn mình thấy cả hai dĩa đều đầy đặn. Nhưng về nước chấm thì mình thấy nó đậm đà và nghiêng về phần mặn hơi nhiều một tí. Chắc là khẩu vị miền Trung là như vậy. Sau khi mình đã ăn khá số món ăn ngon tại chợ Đầm Quy Nhơn thì mình còn 86.000 nha. Với một bình ốc mình sẽ qua bản uống cà phê. Ở đây có tên gọi là shop bar nha mọi người. Không gian này mình thấy ngoài mé biển rất là đẹp luôn á. Tại menu ở quán nè. Mấy bạn mà là đây mê sống ảo là quên lối về luôn nha. Hồi tối mình có đi ngang quán này rồi, thấy lên đèn rất là đẹp luôn. Nên sáng nay mình quyết định ghé lại đây để uống cà phê và quay cho mọi người xem. Nghe tiếng sóng đã ha, và không gian thì cực kỳ chill luôn. Trong lúc mình đợi nước thì mình ăn ốc gạo nha. Nhìn nếm vừa ăn, có xả. Ốc thì ăn nó giòn. Nhưng mà nó giống giống như ốc đắng với quê mình vậy đó, nhưng mà nó không có bị đắng. Ok. Mình kêu ba ly này có giá là 155.000, vậy mình sẽ bù thêm 69.000 nha. Giá cả, không gian ở đây, cái hương vị đối với khu du lịch thì mình thấy cũng ok. Thế là mình đã hoàn thành xong thử thách rồi đó. Còn bạn nào muốn mình đi ăn ở chợ nào nữa thì comment bên dưới giúp mình nha.